Hello, xin chào bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể sử dụng được một cái phần mềm rất là nhẹ, đơn giản mà cái hiệu quả nó khá cao. Đó là cái phần mềm Photoscape để giúp chúng ta có thể là xóa được chữ ở trên ảnh này, chèn thêm ảnh lên trên một cái ảnh khác rồi là viết thêm chữ nhé. Cái phần mềm này có rất là nhiều chức năng, thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn mà một cái chức năng chính đó là cái chức năng editor thôi nhé. Cái bản cài đặt và cái cách cài đặt thì nó rất là đơn giản, tôi sẽ để cái link của cái bản cài ở phía dưới nhé và các bạn tự cài. Thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính và chúng ta hãy click vào cái nút editor này nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ mở đến cái thư mục mở chứa cái ảnh đó nhé. Đây, ví dụ là một cái ảnh như thế này. Bây giờ họ đã chèn một cái chữ like vào cái kẹo này rồi đúng không? Thì tôi muốn xóa đi cái chữ like này thì tôi làm thế nào? Thì bình thường ấy, nếu một người chuyên nghiệp thì họ sẽ sử dụng cái phần mềm Photoshop, nhưng mà đây là cái video dành cho những cái người không biết nhiều về kỹ thuật, cho nên là tôi sẽ dùng cái phần mềm này nhé. Chúng ta bây giờ muốn xóa chữ này đi đúng không? Đây. Xóa đi này, sau đó là cho vùng xung quanh này đồng màu với đây này, vùng xung quanh này đồng màu với đây đúng không? Chúng ta sẽ vào cái phần tool này nhé. Đây là cái chức năng mà tôi cũng hay sử dụng. Đây, chọn này clone stamp này, để trong Photoshop nó cũng có. Chúng ta sao chép một vùng bên cạnh mà đây chúng ta nhìn nhé, đó rất đơn giản đúng không? Như tôi làm ví dụ nhé. Tuy nhiên là các bạn để ý, nó sẽ lấy ở cái vùng key to click chuột trái này, nó sẽ lấy ở vùng này này, sau đó là nó sẽ dán vào cái vùng này, vùng màu trắng này nhé. Đây đấy, thì tùy các bạn nhìn sao cho hợp lý nhé. Ví dụ cái chỗ này sáng quá hoặc tối quá thì tùy từng người chúng ta sẽ điều chỉnh nhé. Đấy, ví dụ tôi làm chỉ ví dụ demo thôi nhé. Rồi đấy, ví dụ là cái phần mày tôi đã xử lý xong đúng không? Tiếp theo đến phần bên ngoài tôi lại click chuột trái này, rồi ta giữ chuột, chúng ta di này, đó. Đấy thì đây là demo thì tôi sẽ làm vậy nhé, nó không được kỹ lưỡng chi tiết cho lắm thì chúng ta sẽ nhé. Đó, tôi ví dụ như này, mình tạm tạm rồi đúng không? Thì mình có thể áp dụng một cái ảnh khác, nếu mà họ chèn cái logo hay cái gì đó ở phần này thì mình có thể lấy cái vùng khác mình đắp ra vào. Đấy là cái chức năng đầu tiên, đó là cái chức năng xóa đi cái chữ ở trên ảnh đúng không? Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ vào cái phần object này nhé. Đây chúng ta có thể chèn thêm một cái ảnh này. Đây, click vào chọn photo này. Đây tôi sẽ ví dụ mà chọn một cái hình em bé này nhé. Đó. Đây chúng ta sẽ click vào cái góc này, chúng ta thu nhỏ đi. Đó. Đến kích thước chúng ta mong muốn này, rồi chúng ta có thể chỉnh này. Đây, xoay khi mà cái con chuột nó hiện cái hình vòng vòng như này nhé thì chúng ta có thể xoay được. Đây, ví dụ cho đây chưa. Cái thứ hai đó là chèn ảnh đúng không? Tiếp theo chúng ta có thể chèn một cái biểu tượng ở đó, ví dụ người một cái mặt mặt cười chẳng hạn này. Sau đó thì chúng ta muốn chỉnh được kích thước này vào đây, xoay thì vào đây. Đấy, tôi làm ví dụ thế, còn các bạn có thể tùy chọn nhé. Rồi chèn một ảnh này, chèn một biểu tượng này, hoặc là chèn chữ chữ nhé. Thì ở đây thì chúng ta lưu ý là cái bản này ấy, nó chỉ phù hợp với cái phông VNI ấy. Cho nên là các bạn sẽ phải, ví dụ nếu chúng ta dùng Unikey này thì chúng ta sẽ phải chuyển sang chế độ là đây VNI Windows nhé, để chúng ta gõ được nhé. Rồi tiếp theo thì nếu mà máy của chúng ta chưa có đủ phông thì chúng ta sẽ phải cài thêm một cái bộ phông. Đây, ví dụ như cái bộ phông này là phông đây, VNI, thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm VNI phông chẳng hạn này đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ copy cái bộ này, copy này và đây chúng ta dán vào cái thư mục là ổ C này, Windows này, phông này. Đây tôi dán rồi thì tôi sẽ không làm nhé. Đây, sau dán xong thì nó sẽ cho phần mềm này thì nó mới hiển thị những cái thông tin như này, ví dụ VNI viết tay này hoặc là VNI
thì chúng ta mới gõ được ra tiếng Việt nhé. Thì ở bên như này này, ví dụ này, sau đó là chọn màu sắc này, rồi cái đường viền bao ngoài thì các bạn có thể là tự thêm nhé. Các bạn chú ý ở đây này, khi mà chúng ta dùng bộ gõ VNI ấy, thì bên này chúng ta không nhìn thấy bằng tiếng Việt đúng không? Bên này nó vẫn hiển thị thì ta cứ kệ nó thôi nhé. Đó, ví dụ mình để đây. Chúng ta tùy chọn những cái phông nào mà chúng ta thích nhé. Hoặc nó hiển thị bên tiếng Việt đây này. Đấy không? Đổi màu ở đây này. Đổi cái phông viền bo ở đây này. Hoặc chọn shadow này. Shadow là cái bóng của nó ở dưới này. Đấy thì tùy mình chỉnh tăng giảm nào đó. Đấy, cho nó hợp lý là được. Ok. Như vậy là chúng ta đã chèn thêm một chữ đúng không? Và có thêm một cái phần nữa, nó là phần đây, design này. Thì chúng ta có thể dùng nó để điều chỉnh lại kích thước của ảnh. Ví dụ bây giờ cái kích thước này của nó là 1280 này, 720 này. Bây giờ thì chúng ta có thể là resize nó, có nghĩa là chúng ta co nó lại theo một cái tỷ lệ nhất định. Thì chúng ta để ở đây nhé, ví dụ chỉ là 1000 đi, thì hai cái thông số này nó sẽ tự nhảy xuống với phù hợp với cái tỷ lệ nào đúng không? Ok, ví dụ thế. Tôi cắt xuống Z lại đúng không? Cái thứ hai là chúng ta có thể là bỏ này đi và chúng ta chỉnh tùy theo cái kích thước của chúng ta. Đấy, thì đây cũng là một cái chức năng nó khá hay. Khi mà chúng ta cần phải là điều chỉnh lại kích thước ảnh để phù hợp với việc là ví dụ up lên mạng hoặc là up lên website gì đó. Trên đây là ba cái, bốn cái chức năng cơ bản mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn, đó là gì? Xóa chữ trên cái ảnh này, chèn một ảnh này, chèn cái icon này, hoặc là chèn chữ trên ảnh. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn lưu lại nhé, cái ảnh này đó. Chúng ta chọn save này. Trên đây là những cái bước cơ bản nhất để chúng ta có thể chỉnh sửa một cái ảnh, chèn thêm một số cái hiệu ứng hay chữ dành cho những cái người mà không biết nhiều về kỹ thuật. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.